còn trong lâu rồi bon thì mấy chua về đi hết không xe đi mất trong lâu nãy tôi sập nhầm nó khơi tôi sập nhầm ok sao bay khơi nhầm bon muốn cho một pin đại địa bàn luôn mình tên nó bay địa bàn và ba chân ở lấy che thật xa từ tu sám nó về bọc sỏi trong dương phật khởi làm đầu đấy và đang bảo anh sang vậy mà lưu văn này hello hello và số anh nhá cái đội video số bom pon đó nên là cầm pon cho tôi xem video mới này nó lưu thằng đó nó lưu cho bạn xem và số anh nhá cái đội video số bom pon đó nên là cầm pon cho tôi xem tạ và xong chụp video số đó bom pon tặng học nên đại cầm pon tam đan tôi xem video mới này các chim cát tha video lại này cứ gì video play đấy đại có chia video bài testing này dây chia pizza máy dây trend ra chia pizza lấy đam bay dân phơ cam sạp sai cho đông những người sửa cam cái đôi chia cao lúc không dịch tới vận tải dân trong focus ngày nít từ lơ bom ôn chun chiến bò tê đại cặp bom tại phơ cao luôn nấu nâng sạch xa nâng không bò tê cái đèn bom bạn chấn nhóm chia nhẹ này dây chia pizza máy xem mẹ bom ôn đại còn dùng pizza máy hay xem mẹ bom ôn đại dùng chun bò tê cứ mình bom chỉ biến qua chỉ nhẹ trên sạch đèn đỏ chấn bạn chấn nhóm đỏ cái đam bay của anh chấn chia bò thon dân tập pin nhé xong hello everyone, and especially to foreigner who's living in Korean, and even workers and the student as well, such as Thailand, Philippines, Sri Lanka, and other nations who live in Korea right now. We're doing this broadcast to let all you guys know about our service and what we are doing to broadcast our products or the service of technology and electronic service in Korea. Chẳng xem nhạc computer đại của dân miền lúa hay chung lý gặp tiên tăng bố ấy phê đặc nhóm giấy ní bong bong khám ánh gọt bàm vô lại còn đây bong bong bò tế gọt đang thay dân tiên năng tiên tăng nà tế chẳng xong được việc chỉ môn tha của dân tăng phí cư miền cao lúc computer nơi khăn ông bà tế của đấy thật nơi khăn ông su vân dọc tay mà đò và nơi chọn su vân dọc tay mà đò. Okay, welcome to our team and our shop as well. To all of you guys, our location service is located in Suwon City. Yeah. Chúng ta đang chuẩn bị nâng computer, cái gì mình lựa chọn, tập hết, chọn model, mình thay nâng mới tập. The thing that related to our service and products, we serve and provide the service to all of you guys will be related to our concern with the second hand stuff product or unboxing the new brand unboxing product from the store. Chúng ta đang chuẩn bị nâng phổ computer nâng dân ai đều đọc trô sân phổ ấy model computer vì mình tràn. Chúng dân trong thẻ bong bong tham model đã pin để dùng một phần nó cứ tìm mới Apple. Tí phí cứ Asus, MSI, Lenovo và ấy phần computer tổng hợp nâng vì mình lục đạp phổ phép thì là cái này mô là tháng hay nâng sửa mẹt diễm hay nâng enterprise. And today we just doing briefly describe and let you know about our product briefly summary about our service about MacBook, notebook, and other kind of model of a computer, PC, Asus, Dell, MacBook, and other kind of electronics accessories. Okay, chúng ta tôn chỉ mua những computer này, chấm pô computer model thay thay. Cứ bảo sân dạy bóng bóng tính cứ miên ca thì nghe mỗi năm hay mỗi tiết nơi phải là bóng bóng tính dân miên ca đầm lăng cam vị thi đầm lăng ghém đặt cho bóng bóng mỗi set tại mà đó. And our process will be set up and install all the program and the software of the product will be including with the all the preparation as well to any orders from all of you guys. Yeah, chẳng cao một pi product mấy thứ mấy chấm po product mỗi tập cơ dương miên ca thì nè chun bay khái hay nâng chấm po ca tổng lang ca về thi nâng gán cư miên ca tham gia được cái này. Okay, and for the order or any order the foreigner as well we will give you the free five stuff include with the main order. Yeah. And we will be it will be warranty for 1 year for the brand new unboxing products. Okay, chẳng mỗi tiền, chẳng toàn chỉ mỗi những cho bạn.
And the free, including with the mains order, it's depend on the different things, the new brand or the second hands. Sometimes we will give you the full set of five things or few things, just depend on the orders. Yeah. Yes, and don't worry about our servicing team, because we have got a really significant location in this city. Bye bye, chai. Bà giờ khi ông vậy tới thì về phết đọc cái con chập cho tại bó để ta con ruồi bà con ruồi bà ok dạ ok dẫn tạm thôi chỉ môi bom bom đại khi chân chị bỏ tiền nắng là phải đại quạt trang thưa ca tinh nắng bom bom của miền ca bà rom bờ sân chị bom bom bà rom mau lo thì tăng to ta bờ sân chị bom bom đang cất tha anh ấy không sầm đá rồi lo bom bom chị chị bỏ tiền hết đại cái phong giấy nè miền tha bờ sân chị bom bom miền ca bà rom mau thì tăng to sân ta bờ sân chị bom bom cất tha ok khơi một phần năng khơi ai phần năng không ca lái khi tập chân thấy bà ca tin những còn transfer lối hay đường dây transfer tầm đánh đó có chỉ ca sạch thấy bà bông công viên ca bảo đảm đôi khi ba bị chia hai bị chia tiết tha nơi phải là bà bông tính mình tha chuyển dịch khmái đi có chuyển bỏ tết bà bông ai mau lên tăng toàn ban của dương minh tăng good place yeah to be confident to you guys we really have a really place a location of our service and I forgot. Okay, giờ đây là bà mình đây tha bà sinh nhật quan bà rom tha khai niên ca bảo phát bà qua đây mau đi đi tăng tuổi là số bốn để bên nào xin tới. Okay, if you have any doubt for our service within our service, you can come and visit our locations directly in our service place. Đấy, bà sinh nhật bông phong cái tha okay, ai tục chặt bán với bông phong tím mũi đam bay ai by the way, you can have the order from us by online service too as well. Yeah. បងប្អូនត្រូវមើលចំនួន page like បាទយើងមានចំនួនអ្នក follower និងអ្នក like ជាង 100,000 អ្នក. And you can go to our official page related to the electronic service and products. We have a follower about 10,000 fans. No 10,000. 10K. No 10k. 10,000 này, 10,000. 10,000 chứ. Oh, 100k. Yeah. Audience. Bà anh chẳng bà sân chị bông bôn bàm chung một page bông bôn thử tam đang phim sẽ cảm một hiệp activity lên page bà dưới cứ bông bôn ai follow up tam bị cơm lạng đón lỡ bàn. And if you have any doubt or wondering about our service or you don't have any trust about our broadcast right now, you can go directly to our official page and check and follow up our activity on the page as well. Yeah. Okay, chẳng xin mẹ chuyên chất bọt đi. Nhưng cách thà video mùi ní, cứ mình toàn ai chú ý bong bọn tục chất 100% đi. I can say that it will be any doubt in your first time like this from this video in your mind. Yeah. Chẳng thế, nhưng cách thà khi mình vừa ca bộ video ní, đảm bây bong bọn bàn kinh trang hay năng bằng to ca lái rước có thua chì video chì phía xa. And because of this is the first video from our broadcasting about our service and product, but don't worry, we will be make another next video and broadcast bright widely about our service clearly and detail more next time later. Okay, chẳng thế, xin mời bông bông chuyên viên bảo tiền thằng ông đại miền ca bấm nón trong tin computer mình tha tham gia được một tấc cứ dương miền lụt thằng ông. As I said from the first time, we have all full sets, even need a brainstorm and a brand unboxing product and second hand product. Yeah, yang kram pi sva kam luo sme bong pon chon chi bot te yeung dai kapong ta rong nau hai mien computer dai kapong ta pra hai code
của dân có miền sẽ và cam vừa cả chủ chốt bàn phòng đài tiền tiền hạt biết năng so về. Yeah. Besides our selling service, we provide you the impart of the knowledge of sharing of about technology and electronics, and we also have another service of fixing and repairing all the problem from the product and electronics product service as well. ចំពោះការជួសជុលទៅលើផ្នែក software គឺយើងមានការតម្លើងកម្មវិធីការឈូសប្រូក្រាម Windows ក៏ដូចជាតម្លើងកម្មវិធីតាមដែលបងប្អូនចង់បាន. About the fixing and repair, we all have full set of concern with the hardware and software installment and setup all include with the service. ហើយចំពោះការជួសជុលទៅលើ hardware មានន័យថាអាចខូចនៅគេហៅថា spare part ដូចជាខូចអេក្រង់ខូចថ្មខូច speaker ឬក៏មានកុំព្យូទ័រមានត្រូវបានទឹកចូលក៏ពួកយើងអាចធ្វើការជួសជុលបានផងដែរ. We can about the spare part, the hardware stuff, we can also fix all the spare part related to machines or hardware machines too. Yeah. បាទអញ្ចឹងមួយទៀតមុននឹងបន្តការនិយាយខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងផងក៏ដូចជាជនបរទេសផងថានេះគឺជាវីដេអូទី1ដូច្នេះហើយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរវាមិនមែនជាលក្ខណៈដប្រូទេមានន័យថាមិន professional ទេអញ្ចឹងហើយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសពេលនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ថាតើបងប្អូនដែលជាជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់យល់បានដែរឬអត់ពួកយើងមិនមែននិយាយនេះដើម្បីថាជាដប្រូទេបាទ. And I just want to say and confirm you guys again, we are not a professional speaker or professional live broadcasting publics, but we just doing this broadcasting live video to let you guys know about what we are doing and provide a service about the electronic or the technology stuff as well. Yeah. អញ្ចឹង video ពេលនេះគឺដូចជាអត់មានត្រូវនិយាយទេចំពោះបងប្អូនជនជាតិបរទេសយើងគឺយើងមានតែសេវាកម្មពីរនេះដើម្បីផ្តល់ជូនទី1គឺការលក់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផងដែរហើយក្រៅពីការលក់ហើយនឹងការលក់ប្រដាប់កុំព្យូទ័រជាមួយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺយើងមានតែការរិះភែនហ្នឹងឯងព្រោះការបរៀនបងប្អូនអត់មានតែរៀនមួយពួកខ្ញុំទេព្រោះពួកខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរ. And I hope you don't mind because of this is the first video and we will doing more detail about our service and products next time later and I hope you don't mind from the first time. Okay. អញ្ចឹងទេចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ព្រោះប្រហែលជានៅលើវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដាក់លក្ខណៈជា title ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអីដើម្បីតែកភ្នែកបងប្អូនជនជាតិបរទេសនឹងឯងឲ្យគាត់ថាអូវីដេអូនេះគឺ speak English អញ្ចឹងគាត់អាចចូលមើលបានដើម្បីអាចយល់ថាតើយើងកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺចំពោះបងប្អូនជនជាតិបរទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញគឺអាចមករហាងរបស់យើងនៅសុវណ្ណច្រកលេខ9គឺនិយាយទៅចេញពីយកច្រកលេខ9 300ម៉ែត្របាទទីតាំងហើយបើបងប្អូនមានចង្អល់អាចធ្វើការឆាតសួរក្នុងផេកឬក៏អាចចាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់នៅលើផេកតែម្ដងបាទ. For to the foreigners who interested or impressed with our video and if you want or have any orders, you can come and visit our place directly in Suwon City Gate 9 and in the second floor on the second floor. យ៉ាងចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ដោយក៏សូមធ្វើការជាស្នៃពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាជនជាតិយើងក៏ដូចជាជនជាតិបរទេសដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះឯង. Again. សំអី. Again? Yeah. Okay. មានន័យថាជាចុងក្រោយនេះពួកយើងទាំងពីរដូចជាអត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេអញ្ចឹងសូមធ្វើការជាស្នៃចំពោះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ. Okay, finally, we would like to apologize all the mistake which would happen in our talking in this broadcast because this is the first time and I hope you don't mind and I hope we will see you again next time. Yeah. អញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរក៏ដោយទាំងជនបរទេសក៏ដោយដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់រួមទាំងពួកយើងផងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹង COVID. Okay. And saying goodbye and God bless you. Thank you. See you next time.